Mike Tyson tiếc thương trước sự ra đi của huyền thoại Maradona. Mike Tyson không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của huyền thoại làng túc cầu Diego Maradona. Làng túc cầu vừa hứng chịu một mất mát to lớn khi huyền thoại Diego Maradona qua đời ở tuổi 60 vì trụy tim. Theo truyền thông Argentina, Maradona bị ngừng tim tại nhà riêng ở Tyre. 4 xe cấp cứu được điều động khẩn cấp, song mọi thứ đã quá trễ. Sự ra đi đột ngột của Maradona là cú sốc với làng thể thao trên thế giới. Trên Twitter cá nhân, huyền thoại quyền Anh Mike Tyson không khỏi bàng hoàng khi biết tin. Bàn tay của Chúa, Maradona đã rời bỏ chúng ta. Năm 86, cả hai chúng tôi đều giành chức vô địch. Họ lấy đó làm thước đo để so sánh hai chúng tôi. Anh ấy là một trong những người hùng và tôi là một người bạn của anh ấy. Tôi tôn trọng anh ấy rất nhiều. Anh ấy sẽ mãi được nhớ đến. Mike Tyson tiếc thương trước sự ra đi của Maradona. Cùng với Pele, Maradona là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế kỷ 20. Năm 1986, Maradona dẫn dắt Argentina giành chức vô địch World Cup. Trước đó, cậu bé vàng đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp với bàn thắng được gọi là bàn tay của Chúa vào lưới tuyển Anh ở tứ kết. 1986 cũng là cột mốc đáng nhớ với Mike Tyson, chính xác là ngày 22 tháng 11 năm 1986 khi Mike Tyson hạ gục Trevo Burbick để trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ tuổi nhất trong lịch sử môn quyền Anh. Trong quá khứ, Mike Tyson từng làm khách mời trên La Noche del Ten, một chương trình truyền hình của Argentina do Maradona tổ chức vào năm 2005. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Mike Tyson tiết lộ lý do sốc tái xuất quyền Anh hạng nặng. Cựu tay đấm người Mỹ đã có những trải lòng về việc trở lại sàn đấu quyền Anh sau hơn 15 năm giải nghệ. Sau hơn 15 năm giải nghệ, Mike Tyson quyết định tái xuất quyền Anh với trận giao hữu với Roy Jones vào ngày 28 tháng 11 tới đây. Động thái từ Mike Tyson khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, trong đó có cả Joe Rogan, bình luận viên nổi tiếng trong làng UFC. Nhân buổi trò chuyện mới đây với Rogan, Tyson đã giải bày nguyên nhân khiến bản thân hứng thú với việc thượng đài một lần nữa. Lúc đầu tôi trao đổi với bà xã về việc thừa cân của mình. Cô ấy bảo, sao anh không tập trên máy chạy bộ 15 phút mỗi ngày? Sau đó tôi tăng từ 15 phút lên 2 tiếng mỗi ngày. Khi tôi vừa bắt đầu giảm cân, anh rể tôi hỏi, này Mike, tôi biết cậu không muốn làm điều này, nhưng liệu cậu có thể chấp nhận chạm trán gã này cho 30 đến 40 triệu đô hay không? Tôi bảo, cái gì cơ? Khoan nào, họ muốn tôi so găng với ai? Và anh ấy đáp lại, cái tên đó là Bob Sapp. Tôi biết Bob, anh ta to lớn và mạnh mẽ, vì vậy tôi hỏi phía bên kia rằng muốn tôi đấu theo hình thức nào? Như kiểu luật đấu tay trần hay không? Phía Bob đồng ý và tôi cũng chấp nhận màn so găng này, huyền thoại quyền Anh chia sẻ. Được biết, Bob Sapp là cựu đô vật chuyên nghiệp người Mỹ. Người đàn ông sinh năm 1973 này được mệnh danh là gã khổng lồ MMA với chiều cao 1m96 cùng cân nặng 149kg. Theo Tyson, vì lý do cá nhân, phía Sapp đã hủy bỏ kèo đấu. Kế hoạch so găng với Wanderlei Silva hay là Evander Holyfield cũng không thành, buộc Mike Tyson chuyển sang phương án sau cùng là Jones. Trước thềm trở lại, Tyson đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh cựu tay đấm người Mỹ luyện tập chuẩn bị cho trận đấu. Ở tuổi 53, gã đàn ông tệ nhất hành tinh vẫn duy trì được sự linh hoạt và mạnh mẽ trong từng cú ra đòn. Có ý kiến cho rằng Tyson đủ sức thi đấu và đánh bại các tay đấm chuyên nghiệp hiện tại, song Mike Tyson phủ nhận điều này. Cựu vương hạng nặng cho rằng việc lấy lại vóc dáng và thể trạng thi đấu là hoàn toàn khác nhau. Để tôi nói cho các bạn biết điều này, ở đoạn clip tập luyện đầu tiên của tôi khi được đăng tải, tầm 30 giây thôi, nhưng tôi đã phải nằm trên giường suốt một tuần sau đó. Mike cho biết. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Huyền thoại Evander Holyfield tuyên bố đấm gục Mike Tyson lần 3. Trong kế hoạch tái xuất của mình, phía Evander Holyfield thực sự mong muốn có cơ hội so tài với Mike Tyson. Sau thông báo của Mike Tyson về việc tái xuất quyền Anh, Evander Holyfield cũng tuyên bố kế hoạch trở lại sàn đấu. Điều này khiến người hâm mộ nghĩ đến viễn cảnh về màn đụng độ lần thứ 3 giữa cả hai. Vào lúc này, mong muốn của người hâm mộ tạm thời chưa thể xảy ra, khi Mike Tyson đã công bố đối thủ trong ngày trở lại là Roy Jones. Trong cuộc trao đổi mới đây của TMZ với Holyfield,
Cựu tay đấm sinh năm 1962 tự tin có thể đánh bại Tyson ở thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, các nguồn tin thân cận của Holyfield cho rằng Mike Tepp đang cố tình lẩn tránh ông. Vấn đề không phải là tiền vào thời điểm này. Tôi nghĩ rằng Mike Tyson đang sợ hãi. Chúng tôi đã nhiều lần gửi lời đề nghị và Tyson và Holyfield là trận đấu nên xảy ra, nguồn tin này cho hay. Mike Tyson và Evander Holyfield đụng độ lần đầu tiên vào năm 1996 tại MGM Grand ở Las Vegas, nơi Evander Holyfield đã hạ gục Mike Tyson ở hiệp đấu thứ 11. Năm 1997, màn tái đấu của cả hai đã đi vào lịch sử quyền Anh với cú cắn tai đối thủ của Mike Tyson. Hành động mất kiểm soát đã khiến Mike Tyson sau đó bị cấm thi đấu 18 tháng và nộp phạt 3 triệu đô. Năm 2011, Holyfield chia tay sự nghiệp quyền Anh, để lại di sản 44 trận thắng, 2 hòa và 10 thua sau 57 lần thượng đài. Với Mike Tyson, gã xấu xa nhất hành tinh giải nghệ vào năm 2005, khép lại sự nghiệp huy hoàng với 50 chiến thắng và 6 trận thua. Ở diễn biến mới nhất, trả lời cánh truyền thông về trận đấu lần 3 với Holyfield, Mike Tyson khẳng định sẵn sàng đáp ứng mong muốn của người hâm mộ. Mike Tepp nói, chúng tôi có thể tổ chức trận đấu đó nếu mọi người muốn vậy. Nếu các vấn đề đủ thực tế để lên kế hoạch, tôi rất sẵn sàng cho điều đó. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Mike Tyson từng đồng ý so găng với gã khổng lồ MMA. Trước khi đạt thỏa thuận với Roy Jones, Mike Tyson từng chấp nhận so găng với Bob Sharp, gã khổng lồ một thời ở MMA. Mike Tyson đã chính thức thông báo về việc trở lại quyền Anh ở tuổi 54. Trái với suy đoán ban đầu, đối thủ của Mike Tepp trong lần tái xuất không phải là Evander Holyfield. Theo đó, gương mặt được Tyson công bố là nhà cựu vô địch quyền Anh 4 hạng cân, Roy Jones. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 9 tại Dynasty Hurst Sports Park ở Carson, California. Chia sẻ trên TMZ, Tyson cho biết Roy Jones cũng không phải là cái tên đầu tiên mà gã đàn ông tệ nhất hành tinh nhắm đến. Tôi kết hôn, cuộc sống bắt đầu thay đổi và tôi bắt tay vào công việc. Có lần anh rể tôi hỏi, nghe này, anh biết chú không muốn thi đấu nữa, nhưng chú có hứng thú đấu với Bob Sharp hay không? Có một người nào đó muốn ra giá hậu hĩnh để chú thượng đài với Sharp đấy. Tôi trả lời biến khỏi đây đi, tôi đã nói với mọi người rằng tôi không muốn thi đấu nữa. Sau đó tâm trí tôi kiểu jinx. Họ rất muốn thi đấu theo luật nào, họ sẽ để tôi thi đấu theo điều luật nào chứ? Câu trả lời từ họ là yes và tôi chấp nhận kèo đấu này. Sau đó vì một số lý do từ Sharp mà giờ đây đối thủ của tôi vào ngày 12 tháng 9 lại là Roy Jones. Tôi không biết chuyện này đã xảy ra như thế nào, song tôi lấy làm biết ơn vì tôi đã không sống cuộc sống như lúc trước, huyền thoại quyền Anh cho hay. Được biết, Sharp là nhà vô địch vật chuyên nghiệp người Mỹ. Người đàn ông sinh năm 1973 này được mệnh danh là gã khổng lồ MMA với chiều cao 1m96 cùng cân nặng 149kg. Sharp dành phần lớn thời gian cho đô vật giải trí, kickboxing MMA và hiện đang thuộc biên chế của Regine. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.